Trong những ngày qua, hàng nghìn trẻ em trên cả nước đã phải vào ở trong các khu cách ly tập trung. Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 năm nay đặc biệt hơn bởi diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Đối với những đứa trẻ trong khu cách ly tập trung, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng các em vẫn đang nhận được sự yêu thương, sự sẻ chia giúp đỡ của mọi người. Hiện cả nước đang hướng về Bắc Giang, Bắc Ninh, điểm nóng của dịch bệnh COVID-19, nơi liên tục phát hiện các ca mắc mới với rất nhiều câu chuyện xúc động trong tâm dịch. Vẫn biết rằng ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay, các em nhỏ trên khắp cả nước đều không thể đón một ngày lễ thật trọn vẹn. Nhưng với những em nhỏ trong khu điều trị cách ly ở tâm dịch, thì ngày Tết Thiếu nhi của các em lại càng khác biệt hơn nữa. Bởi dịch bệnh nên trường mầm non xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã được tận dụng thành khu cách ly tập trung cho các cái M1. Trong số những người cách ly tại đây có rất nhiều em nhỏ. Thay đổi môi trường sinh hoạt, lại thêm thời tiết nóng nực khó chịu, nhưng các em vẫn rất hồn nhiên vô tư. Con buổi tối con cũng gọi cho mẹ, con hỏi mẹ mẹ khỏe không, mẹ ăn cơm chưa. Con mong muốn là con luôn đeo khẩu trang và ăn uống sạch sẽ. Còn đây là người bà cùng 4 đứa cháu nhỏ đã trải qua hơn 2 tuần cách ly. Dù phải một mình xoay sở với đàn cháu, nhưng sự ngây thơ, hồn nhiên và ngoan ngoãn của lũ trẻ đã tiếp sức cho bà vượt qua giai đoạn khó khăn này. Các cháu ở nhà nó cũng tình sống với bà, nó quen rồi, không có cái vấn đề gì. Còn em bé 3 tuổi này, sau khi được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 và được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 Bắc Ninh, người mẹ đã xin được đi cùng cháu để chăm sóc. Thay đổi điều kiện sinh hoạt nên em bé thường xuyên quấy khóc. Người mẹ sau đó cũng đã trở thành F0, nhưng điều khiến chị lo lắng hơn cả vẫn là sức khỏe của con. Khi mà biết em bé bị dương tính, suy sụp tinh thần, thương em bé nhiều hơn. Ngày Tết của thiếu nhi năm nay, các em nhỏ này đã cùng cả nước chống dịch. Nhưng ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên, sự ngây thơ và vô tư của các em đã phần nào trở thành sức mạnh, nguồn động viên để cả nước chung tay chiến thắng dịch bệnh.